Alo, tách luôn, tách luôn. Đâu ấy nhé. Ôi trời ơi, mệt quá. Game quỷ đá. Quỷ đá luôn mà. Sẵn là quỷ. Nhìn thế thôi, game mobile đông người chơi á. Sao cái Spotify của tôi tự bị out ra nhỉ? Mẹ cay thực sự đấy. Đéo ngáo thật. Ôi giời ơi. Vào làm game set cho đỡ ngứa tay các bạn ơi. Chờ tôi tí. Sẽ luôn yêu luôn thương chỉ mình em. Từng lời hứa ta trao anh sẽ giữ kín. Liệu rằng em có biết không, có biết không rằng là em. Ừ, mệt quá. Đã mang tới. Ừ rồi. Anh cảm ơn Chê Lê nhá. Hôm qua giấc bị đau gút nên không. Cảm ơn giấc nhá. Nam me không á? Ok, cái đây chờ anh tí. Hôm qua mình hẹn mọi người live stream mình quên mất đấy. Và dạo này đang có việc đây là quên mất là hẹn anh em live stream xem giải. Địch mẹ. Live stream cũ á, nhiều nhạc quá thì làm sao? Bên net họ phản ánh thì làm sao nữa? Loạn quá. Cảm ơn bạn Chê Lê, cảm ơn rất nhá. Nhá. Ôi trời ơi. Vừa on lại phát có donate luôn mà. Tuyệt vời. Sếp. Sampling á, nhạc anh ít khi sampling á. Bây giờ sampling nó là meta rồi mà, thật ra nó meta từ lâu rồi nhá. Bây giờ nhạc bắt đầu nó nhiều lên đấy. Để vào Discord cho thằng cái dây. Ừ, off thì tách cái like ra, tại cái like kia là làm quảng cáo mà, thì mình phải tách ra. Giải SC chả thế, sủi mất hai trận rồi thì lâu hốp. Thắng hai trận còn cuối còn chưa chắc vào nữa. Liệt NC á, chắc anh không 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 xem được rồi. Liệt NC sớm đúng không? Đây anh xem. Ừ, giờ này anh không xem được rồi. Thì anh phải ăn với gia đình ấy, không xem được. Hôm nay toàn trận chán mà. Game về á, game về bên đấy hỏi là tôi có bắt party không, là tôi bảo không, mất rồi. Để bắt party ra game về là phải đăng ký các bạn ạ. Hello Trương Minh nhá, anh em vào hello nhá. À, tôi mắc còn gửi đồ cơ, đi con mẹ. Gì đấy anh? Alo, alo. Đợi tí, anh đang dở.
Mày mày tỷ số bao nhiêu rồi? Gì vậy? Mày tỷ số bao nhiêu rồi? 80. 80, 80. Có những ngày không phải làm gì, nhưng mà có những ngày thì thôi, một đống việc mà thực sự sợ luôn. Hello Quang, Quang Huy nhá. Lấy vợ anh không lấy vợ đâu. Thật. Sợ lắm, nhắc đến từ lấy vợ anh sợ sợ. Thế anh lấy chồng à? Chịu để và bản đếp mách chờ thằng thằng cây dây tí. Anh nói thế U40 lấy vợ ngay, hên xui thật. Để anh kể này thì buồn cười. Nhà anh có một gọi là chú cậu. Cậu ấy bây giờ bao nhiêu năm nay phải 45 rồi. Và bây giờ mới có người yêu đầu lần đầu tiên. Thật đéo đùa luôn. Nhà anh có ông cậu quỷ luôn. 45 tuổi rồi bây giờ mới yêu lần đầu. Nâu dốc. Không phải đâu, người ta tự dưng. Ôi thật, cảm ơn coi nhá. Thế nào giả lập xét trên mobile không? Chịu em ơi, cái đấy thì khó. Nói tiếng quá, tắt này. Thật đấy, không đùa. Nghe thì có vẻ điêu thôi. Nhưng thật ra người ta đến kia là cái thế hệ đấy, người ta tự dưng đến cái tuổi 30-35 là người ta đã bắt đầu kiểu tầm này mà vẫn còn không có người yêu thì người ta kiểu bỏ qua vấn đề đấy luôn ấy. Thật, cậu tôi là như thế mà. Cậu tôi cũng kiểu đinh đinh là thôi thì bỏ qua vấn đề đấy rồi ấy, mà tự dưng đến bây giờ lại gặp một người lại thích người ta ấy, kiểu vậy. Chung là dở hơi vãi luôn. Chuyện yêu đương thì không nói được. Setting set đồ họa sau update á. Anh vẫn setting vẫn như cũ, anh không chỉnh cái gì cả. Bạn anh thế mà, bạn anh có mấy thằng lớn lên mới biết là bố nó có con riêng mà. Kiểu nó kiểu phải học xong cấp 3 nó mới biết là bố nó có con riêng. Quỷ vãi luôn. Trên đời nhiều chuyện nó khó hiểu thực sự. Anh vẫn setting y nguyên như vậy, không khác gì cả. Đây này, vẫn thế, chả chỉnh cái gì. Các bạn hỏi chấm đúng không? Nhưng mà thực sự là nó có những cái tình huống như thế, thật. Để con mẹ nó dở hơi như thế, thật. Sao lúc em bắn thôi? Lúc hiện vinh, lúc không hiện á? Tại vì ở phần game setting em không để là lúc nào nó cũng hiện, mà em chỉ để nếu mà nó có nhảy thì nó mới hiện ấy. Nó có phần đấy trong game setting ấy.
xin link nhà khác. Bạn lên search Fuji trên Spotify, lên search Fuji, núi Fuji, Fuji. Search chữ Be Mine và đấy nữa là sẽ ra. Đấy là có cả album. CR bớt mới em thích thì dùng. Đây vào. Mọi người thích thì dùng như server deathmatch của bao đây. Hình như phải bu hay sao ấy, hết mẹ hạn rồi. Mời đi. Đây, mọi người search đây. Chưa hết ạ. Nói chung là chuyện tình cảm thì đéo nói đi, khó nói lắm. Và cả thứ hai là các bạn cứ đừng nghĩ là người ta có tuổi thì người ta là người ta lớn rồi, người ta trưởng thành, người ta trải nghiệm rồi, đéo có chuyện đấy đâu các bạn ạ. Thật, đến những năm gần đây tôi nhận ra rồi, đéo phải là cứ lớn là mẹ người ta ứng xử nó đúng đâu. Thấy màu vàng iPhone lắm liệt cho anh. Điện bạn nghiện game đấy nhở? Alo. Đấy. Phải đi. Phải rồi. Không trưởng thành chưa anh? Chưa. Anh năm nay mới 18 mà. Đã làm được cái đéo gì đâu mà già các bạn. Bây giờ khi nào lấy vợ rep đi nào, có cái gì đâu mà lấy. Tùy chứ, thực ra tùy cái chính đáng của em chứ. Chính đáng của anh nói cho mọi người, anh nói cho gia đình anh ấy chỉ nói là bây giờ cưới vợ sớm thì bị kẹt lại ở một chỗ, mình không đi được chỗ này chỗ kia. Nguyện vọng của anh muốn làm nhiều thứ mà bây giờ có vợ, tự dưng có vợ con là nó sẽ bị cái vấn đề là anh không làm được những thứ đấy nữa. Không, anh phải xẻ cái thời gian ra cho vợ cho con chẳng hạn. Kiểu vậy á. Nói chung là anh giải thích cho gia đình anh như thế. Kiểu anh vẫn muốn làm nhiều thứ nên là không muốn cưới vợ. Bao giờ làm hết những thứ đấy là tính. Nên nhiều bạn lại thích kiểu tình cảm, muốn có gia đình sớm thì đấy là do các bạn thôi, mỗi người một style. Sếp tính chậm nhất là bao giờ cưới á? Chậm nhất là khoảng 40. Hơn 40. Kể cả không cưới luôn được. Thật ra bố anh chỉ quan tâm chuyện là để nghĩa là không cưới cũng được, nhưng mà phải có con ấy, thế thôi. Số bị các cô bác blame không? Anh không. Anh chả bao giờ bị ai blame nha anh. Nha anh, mọi người suy nghĩ mới lắm. Nhà anh kiểu mọi người không bị suy nghĩ kiểu nó phải thế này phải thế kia đâu. Đấy, bố anh ấy, là bà nói như thế. Tao chào, tôi là AE. Anh muốn như thế không thì chết thắt. Hoạt động, vạn yuan hồng bao, đợi bạn lại ứng. Ủa, bình cao đấy. Alo, cái gì? Ôi, anh là mút mẹ mít đó. Thế nhà gái đồng ý không á? Thì lúc đấy mình sẽ tính về cái vấn đề mình có
hy sinh những cái quỹ mà mình mong muốn đấy để đánh đổi những cái đấy không, không thì thôi gì đâu. Tôi gửi gì cả anh tắt mẹ mít. Anh năm nay chuẩn tuổi là 27 26 27, còn tuổi tâm hồn thì 18. Để ra bật lại mic kìa. Phải bàn kín bấm ít luôn. Xong rồi đấy vậy thì bắt đầu FPS đỡ đỡ rồi đấy. Đỡ. Mà em lại được 500 FPS rồi. Hồi trước nó được 300. Mày nghe nói gì chưa? Nghe rồi đúng không? Nghe rồi, nghe bây giờ nghe. Đéo hai canh bê luôn mà. Ông lại chạy hù hù về cho con chó nó nghe thấy nó lại rớt đi. Là ba bom rồi. Chết con mẹ em đi. Lầu đi về đấy chứ. Đang có khẩu M4 rơi ở đây à, nhạt không? Em có rồi, em có rồi. Bế đấy anh ơi. Ừ, anh biết rồi, anh biết rồi. Cho nó rơi xuống nhá. Nó ra. Ok, ok. Và này vớ vẩn mình bị móc. Móc, đấy, đó, nói đúng chuẩn con mẹ luôn, bị móc ạ. À. Địt con mẹ đồng đội luôn. Đi, one. Con đi kiểu gì ấy? Tiết bùi được. Mẹ ma quỷ vậy. Ô, oh, em đứng ở biết rồi đấy. Thế ta mình chắc đi vậy. Chịu. Vì mẹ mình nghi rồi. Vớ vẩn nó xuống B từ đầu mẹ rồi ấy. Lúc bắn nhau ở mid ấy, lúc anh bắn nhau ở mid có thằng nó rơi xuống từ đầu rồi. Nó đứng ở sát phải chợ từ đâu luôn. Có nào cách B lồn đâu. Đi mẹ em bên Trung Quốc kiểu năng này, đối một em ơi. Đâu anh đâu rồi. Đây sau em. Đây, bắn suốt ngày bỏ B đi con mẹ em ở Trung Quốc ngu đần vãi luôn. Lát này. Lầu B1 trung cống tại đó đây bên kia ừ. Một lầu B1 mít ở đây chưa ra sau thùng đâu không biết bên trái vẫn chưa ra đúng không chưa. Lại đéo ai canh B nó lại xuống thôi. Ơ lầu B, lầu B anh ơi, lầu B, lầu B thằng có biết về lầu B chắc chắn luôn. B à, B à. À. À, bị cười ạ. Mới đây bó bảo chưa? Bomb has been planted. Này đi bỏ B đi mẹ mày. Ngu vãi lồn. Cái bọn Trung Quốc này địt mẹ nó mà vô địch được thế giới thì chắc lúc đấy tội nó mua địt mẹ mày chắc phải 10 con Turbo S rồi. Thật luôn địt mẹ. Vãi lồn lâu đi. Nó canh bê luôn. Ngu đần vãi lồn. Tả chửi luôn tôi sợ cái đéo. Có mấy. Rồi sao? Ui, nổi vào trên rồi. Đấy, bao giờ bọn này nó vô địch bây giờ CS. Thì các bạn có bảo tôi cho bạn xem 10 con 2S luôn. Địt mẹ mày chắc kèo luôn. Bắn ngu vãi luôn, bao lâu vẫn ngu.
Là bắn luôn, đeo rồi. Mid, mid. Nó chạy mid đông rồi, shot. Mẹ đéo chạy được ạ. Bắn xong nó bị xíu người. Chán. Ôi. Vậy lâu đúng rồi. Chỉ số bao nhiêu Chí Minh? 23. Lâu đấy. Ui, tìm vẹn nãy giờ eco 3 round đấy. Cái lồng má biết là lồng độ nha. Chứ già thế mà. Xét chán vãi luôn. Công ty đi DiCaprio à? Ở chú VIP. Cơ sở anh không á? Múc cửa sổ ấy nào. Một trong bên vào nhá. Một đội thối trong đối ấy, chả kê gì ra. Đây bên quấn. Tùng 3, tùng 3. À, đổi chi, đổi chi. À. Chất lượng người chơi đi xuống, nó vẫn thế đâu mà các bạn. Bọn Trung Quốc này bao giờ khác đéo đâu. Bây giờ sang topic vui anh ạ, đi mẹ về đồng đội cân hơn mà đi mẹ số khôn hơn. Đây là đông người chơi hơn ạ. À, sao nó lại không canh B nữa, đi mẹ với thằng tím canh B tao, giờ nó lại đéo canh nữa. Đi mẹ các bạn thấy không, chỗ bị đi mẹ em nhảm đi cực kỳ luôn. Rồi. Yellow ấy cơ. Yellow ấy cơ. Tao teo là. Không có tốt, không có tốt, không có tốt. No, 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 no. Tao chưa sao, chưa sao, chưa sao. Chết rồi. Bên trái nhá. Qua sau. To sư, to sư, to sư, to sư. To sư, VIP. Shop bắn ác đi. Chi tiêu rồi. 6 viên rồi. Em vẫn nhìn thấy anh ạ. Ôi thật, cảm ơn cú to nhá, thank you em nhá. Thật ra bọn nó chỉ cần bỏ cái tính lịt mẹ mà di chuyển lung tung đi là được rồi. Bắn thằng nào bắn ở chỗ đấy thôi, chạy không tao. Không có bắn được bắn tay to mà, lâu rồi, lâu rồi. Ê, 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 khó đấy, tao bắn chết con mẹ. Có kỉnh thế. Đi mẹ toàn đi gồ chạy hết ra đứng cửa sổ ba thằng ạ.
Đừng phẩm mãi luôn. Cái cửa sổ thì đằng đéo nó chả sờ mốc đi, đứng đấy làm lộn. Thôi tạo về bắn phớt thằng Nam phát. À, em cây dây vừa khen chủ đoán tay toa mà phát chết hết luôn. Tuyệt biệt. Có tay nhưng mà nó đi phải ngu với anh. Tay thì để làm lồn thì đi mẹ. Shot, đi shot, 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 shot. Ai yếu, đánh ra cho. Ủa, chân đối thôi kìa. Chân đối à. Không ăn xa. Kéo anh kích B luôn à. Còn ngay. Còn giờ anh chạy về B, đi có vẻ thằng ca về. Phải lột bắn 30 phiên được chết địch. Các bạn có thả mít thế địch đấy. Cứ chợ một. Đấy, nó đẩy cửa sổ à? Hai cống. Cống, cống. À. Ảnh hưởng á, ảnh hưởng nhiều em ơi. Chơi nó giật á. Màn 360 thì FPS cũng phải cao cơ. FPS thấp chơi khó chịu lắm. Trời ơi, lại bỏ B đi. Mít ra rồi em ơi. À lên đấy. Cái gì vậy? Chó đấy. Chịu rồi em ơi. Đối cầu thang 1 đối 1. Giờ này đánh rồi. Cung của cầu ấy luôn. Mình lại phải canh B đi, phải khổ thế. Ôi giời. Cảm ơn tâm quán nhá, anh cứu bạn nhá. Ôi giời. Canada, cái gì? Sau tụ 1. Có một thằng lầu B đâu ấy. Đi cống rồi, đấy. Cho mít rồi. Lầu được xoáy ông cam nghiệp 30 viên đấu chết. Tôi dùng một cạc thôi mà, tôi dùng hai cạc các bạn. Ôi ơi. Đấy, giờ tiết mục mỗi là một nơi này. Tiết mục này mới vui này. Đây là một nơi. Nên thế nó sẽ hiểu. Bom thì đéo mua. Đi một. Alo, alo, alo. À, chết rồi, chết. VIP. Về city à? À đấy, cửa sổ à. Ủa, không biết em ơi.
Móc không? Đâu? Chào giải. VIP, VIP. Cửa sổ. Dennis là do Pfizer kìa. Đó, you are Pfizer. Đấy á, nó tự gọi anh là bố mà. Biết mẹ. Vãi lồn với thằng này. Buồn vãi lồn. Thằng này chắc 2008 đấy luôn. Đi mẹ lấy cái thằng đần này. Window bắn em này, window thật này, đợi window nữa nhá. Không có clear cho anh. Toàn xe. Đây, window đã chết rồi. Có ai đó. Có một thằng đấy A và thằng này quay lưng vào lầu ấy ra mày. Kêu em cái CD ấy. Mid chết. Đấy thằng đấy A. Đúng rồi, là nó ấy. Hay anh không biết. Lâu quấy, đặt súng không? Không nhận được, không nhận được, thùng ba thôi, anh kia ngang qua đây. Quái hồn nó đang nhìn, nó đang nhìn stair, nó phải phát mặt của thùng ba luôn mà. Alo, từ hôm nay chơi CS lại có mấy thằng gọi mình là bố, quá lông thật, thích thật, đi mặt em. Ma quỷ mà. Chơi xe lại có thêm mấy thằng con mới đi. Đi ai rồi, ui, nó chém mẹ rồi. Nó đẩy cống rồi, đẩy cống rồi. Hai đầu bên, bây giờ lồ lẻ. Ơ cả một thằng ấy nữa, thế ba thằng luôn. A clear rồi. Đâu biết, đéo biết. Một shot này. Một trợ ấy tao kìa. Chết con mẹ rồi, về đây anh ơi. Nào, tiêu bao, tiêu bao. Nhà rồi, xong. Nhà mình có bom, nhà mình có bom. Nó đẩy cống từ đâu? Đi mẹ, cay vãi luôn. À, xem hai ông mày làm cái lồn. Ôi nó đứng giữa đường nó bắn rồi. Đi sau đây, đi sau đây. Cầu thang chết. Đi sau hay rồi. Bi khung là đi sau đây. Cái đéo thế. Thùng 3 nữa, một thùng 3 nữa. Cả hai thằng ra luôn này. Ừ, nghe sợ đi. Bom dây nhà nó biết không nhỉ? Đó, anh giết hai thằng quay lưng chắc không biết đâu. Và có một thằng nhìn thẳng biết rồi. Đó. Đó rồi. À, đi mẹ nó vừa đi nhìn nó vừa đi vừa bắn thôi nhưng mà thật ra nó đứng im nó bắn mình ấy. Ờ đúng rồi, nó stress rồi. Cay vãi luôn. Ôi, bắn giải ấy, có thằng nào bắn anh ấy, mẹ chưa ra khỏi tường bắn vỡ ấy mặt rồi. Góc của đó nó đứng nó bắn mình rồi, vãi luôn thật. Yếu óc quá.
拉你们的，这个头呀！炸我！来来来来来！我操，咱们楼天啊，tối tối anh không xem đâu, tối anh ăn với gia đình không xem. Na bao rồi, na bao chibi rồi, một chibi. Đúng rồi, đúng rồi. Tôn tai, tôn tai. Nó chết đời rồi em ơi. Bom rơi sót. Đây nó nhặt bom này. Ơ, bóp nhà một, phải chay cơ, phải chay cơ. Một bóp nhà, bóp nhà. Đặt bom đi còn bắn địt mẹ. Một nối em ơi. Hai nối, hai nối. Một nữa. Cả một thằng túc mít đấy. Cả mốt ạ. Hai chay em ơi. Ê, có tử nhanh quá. Tử nhanh quá. Cái gối, xe 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 xe. Yo, Tigo. Đợi, đợi, đợi em biết chưa? Để em lồng cầm của cái này. Cất lồ một này. Cho tên một, cho tên một. Ê, lóc rồi. Thân lầu à? Ô, hình như là nói. Đổ súng anh ơi, em yếu ơi. Comment, comment, không phải VIP. VIP mà comment. Một viên. Hai thằng, hai thằng. Một nó đang đặt trên mặt đấy. Một góc vuông, một window. Nó sốc rồi nhá. Đi qua sốc. Hay là VIP. Chưa bắn chúng á. Phía lâu, phía lâu, phía lâu. Cái lồn đi hết trời, lồn ạ, vãi lồn. Ui. Bom đẹp đúng không? Bom đẹp, bom đẹp. Ừ. Mà sai. Tại lồn có số thở nguyên rồi. Nhiều cái, nhiều cái. Bên á, B, bên B, anh dùng bên B gì đấy, không nhớ là. À, AK rồi. Thôi một đi anh em. Ờ. Ờ, hết tiền rồi, còn đây một nữa. Đang chết ở 3.4. Chắc 2.4. Cảm ơn. Đi chết rồi. Đi, đi, can giao trái nào. Thay rồi, xin tiền, xin tiền, xin tiền, tuần sang, tuần sang. Alo sang, alo sang, alo sang, alo sang. Đây, đây, đây. Chào Thái, mấy xin lắp. Đè. Chú bi vào. A đẩy nhá, A đẩy xe buýt rồi. Ơ, có một thằng nữa giết từ người A nhỉ, không biết đâu rồi. Về, về. Tần 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 tần. Ôi đi mẹ hai ngắm rồi, ra mày bắn một khẩu đấy. Nó cầm mẹ. Bắn mẹ rồi. Cho nó cầm đi. Ê, đâu có bắn ngắm đâu. Anh bắn phí, anh bắn phí suốt đấy chứ. Đúng là bắn hội đấy suốt đấy. Anh không bắn một mình, giờ đi mẹ giờ hơi lồn thôi. Sao chỉ đâu? Nó đong rồi. Xe đâu, xe đâu. Tông cũng thằng trốn dưới cống trước rồi. Đây này đó. Phòng bên đây kìa. Phòng bên đây kìa. Một window. Bóng nhà trên này. Thằng này để bên nhá, thằng này để bên nhá.
cửa sổ bên phải rồi. Hay rồi, cổng bên, cổng bên, cổng bên, cổng bên, cổng bên. Không canh B thôi kìa, phải bò mò cái B vậy. Ừ, bò đấy. Bọn chả bọn này nó không bao giờ canh B lồn đâu. Lại thần kinh nữa luôn. Ăn rồi, nó hết tiền. Cái cống. Ơ, làm sót à? Làm sót, làm sót, làm sót. Xe nữa, ba B, ba B. Sang cái B. Thằng kia nó cạch đấy nhá, không phải anh nhá. Thằng đội nó cạch mẹ cái rồi. Ôi, chạy hết rồi. Đúng không? Đi to đi không? Đây, xuống ấy. Móc, móc được. Ủa, tao suy, tao suy, mấy giờ tao suy rồi. Ê, tao suy cả. Khúc cửa lớn rồi, nó đang ngắm cửa sổ nhá. Đứng này, thành khó. Ai rồi, cứu chị tao. Hack à? Ọp mấy hôm để cốt bản hack nha. Ngắm không? Hai AK. Ờ, AK anh ấy. À, nó vứt kìa. Ờ, à, phải rồi. Hết tiền đấy. Ngắm rồi em, thôi tên em đây kìa. Rồi đi chậm chậm. Ngắm sơ tay đúng không? Thì cần cái đây. Bay lùi đúng bội. Lửa đang hồ á. Thử súng không? Có. Mất bom, mất bom. Nào vai lùi đâu ngoài. ICT cơ. Ủa chết à. Em về B nhá. Về B, về B. Anh giữ chợ nhá. Về đây, về anh lóc không? Lóc chợ rồi, về. Ủa sao bao? Bom chợ hơi nhìn được nhá. Qua chợ rồi bỏ em. Chưa qua. Muốn mít này, anh bỏ này. Ừ, bỏ bỏ đi. Bỏ chợ này. Hai thằng, hai thằng luôn. Đi sở, đi sở. Đi sở chung nuôi kìa. Đi phía lâu, đi phía lâu, một ca. Hai shot luôn đúng không? Nói là thấy một thằng dưới lòng mít, một thằng trên shot. Và xếp thôi. Chạy được, bắt nãy súng. Ok. Win được. Okay. Anh ngắm rồi. Em first round á. First thắng được thì thắng luôn. Mà xong rồi thôi. Không thấy à. Đồng đội lộ đầu rồi. Anh lửa. Nhá chết luôn ạ, nó ngồi đoạn thủ ba ấy. Ui, thắng cơ có lửa. Chất lâu. Thằng lâu cho nó chạy lộ rồi. Thắng được, đi mọ. Lẻn cơ cổ ba, lẻn cơ cổ ba. Đều rồi, headshot. Về mẹ thùng ba. Đi bạn ngứa mũi thế nhỉ, chắc trời sắp mưa hay sao. Mưa từ chiều rồi mày. Yeah. Mưa bé bé. Ừ. Giờ nó vào bom kín nó ngồi thì chịu này. Kéo thái đi. Ngắm nữa mà. Rồi chị. Chạy như này. Ôi, rất gà nhá. Nhìn mẹ cứ tạo tiếng không chứ có ra tiếng rồi bật tâm lên cho bắn rồi ấy. Gà vãi lâu đấy. Địa ping 80 mà. Vãi lâu đây chắc server Hàng Châu của tao. Hàng Châu. Hàng Châu bình thường ping cao đấy rồi. Đấy, 52 này. Nó là Bắc Kinh ấy chứ. Rồi anh lờ mau á, không em để mỗi hai cái đấy mà.
Mày bò bê tiếp được. Không sợ sợ, thì trao của anh đi. Mà đéo bút đâu mà. Đây, nó quay đầu của anh ấy. Hôm qua, bọn anh bận hết. Chưa sẵn qua thì trao. Đầy cống. Đéo đi chết rồi à, trao Thái. Chuẩn bị vào pro. Đấy. Mình chém một tay à? Ok. Mic. Thế thằng ấy làm đéo rồi, bảo nó đi B thì nãy đéo đi. Chỗ đổi chỗ đó, thằng cam thằng vàng đổi chỗ nhau rồi đó. Một ông về B đi, một ông về A đi. Cày phải rồi. Bật. Làm gần. Đây mình gần bật. Đi mẹ chơi game dị vãi luôn. Tao lại vứt bom lại. Xe. Quay chứ. Quay bảy. Lằng pi. Có. Báo. Mà bây giờ hack còn nhiều hơn bạn ơi. Cảm ơn dấu tên nhá. Ta phơi đẹp này, nó ngắm một đống mà. Cái sửa bot này bây giờ bị sửa đấy sao ấy? Ờ, ta bị chậm hơn nó đúng không? đúng rồi. À, thật. Thủ bó vẫn chạy ra thôi, có hiểu. Cặp lối rồi. Đi sửa đấy cả. Còn bay phải con nhá. Copy. Đi sở ngay rồi. Đi sở. Đi sở. Đi sở. Ôi, bắn nó phát bồn luôn. Ai ủi cơ, quay về trong sư. Nó ra rồi. À. Ai lùn ạ, mình chạy thẳng vào sốt đồng đội đứng nguyên mà. Tiền này bảo nó drop thôi. Sai vào chơi tí sợ. Bọn nó canh A đông lãi luôn. Nó mất tech 9 cho mày này. Đấy rồi. Đấy rồi, nó luôn. Mid phá nếp. Không sợ bốc nối được. Sợ bốc nối lỗi rồi. Sợ bốc nối lỗi rồi. Có đang dính lửa nhỉ? Đi chết này. Ba thế này. Đi chơi game hoang dại vãi luôn. Đi ra AP. Ra. Ra thì làm lồn. Bi sót. À, chợ. Tiếp phải. Bảo cái điểm đi qua cái đó. Chúng có bao nhiêu lô sao game căng nhỉ? À bên kia hơn mình 100 lô ạ. Sao mid rồi anh? Sao hai quả đất? Mình vẫn chưa đánh rớt sáng. À, không ai đâu rồi. Bây giờ chót à? Ném luôn đúng không? Cam pi. Chờ rồi. Thôi thủ 1. Ui, bắn trượt ạ. Sao tay. Một ốp tìm bây nữa. Chào. Một số thủ.
À một có một có một có một 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 top mid. Giải ngân chuột, có chính lưỡi à? Vừa chạm cái lưỡi ra. Đúng nhỉ. Nó nhảy bên cửa sổ rồi. Thảo sinh VIP à? Em nghĩ anh đi về A ấy, thằng này để B rồi. Thảo sinh to sư chú bái sư rồi. Bí sơ. Giờ thay đạn lỗ mẹ mất. Cắn bột rồi anh, đi mẹ. Thằng B đẹp rồi. B lầu B à? Đúng rồi, trên lầu B trên bếp luôn rồi. Thế thằng kia nó về CT rồi, bóc chợ mẹ rồi. Ở đây rồi. Rồi nhá, đạt chỉ tiêu cắn bột nhá. Tinh điền. Bố mày mau rét luôn đấy, ừ, mẹ mày đi qua luôn. Còn chó á, tầng 3. Tiêu lê, đi sở, yếu rồi. Em sắp đi nghĩa vụ quân sự. Ừ, vai luôn. Nhớ Hawk lắm, tạm biệt. Mẹ bán anh là nó 57 rồi. Em về Hawk vẫn stream nhé. Em vãi sẽ mang cái gối in hình Hawk và anh cái gối mà. Đuổi theo. Ừ, cảm ơn Hải Đinh nhá. Vào giữ lô đít cẩn thận em ơi. Giữ trinh đít em ơi. Đừng để chưa sót. Mít đấy. 3 mít, 3 mít. Sang ngươi xuống, 2 mít rồi, chết một rồi. Lẻ ngươi, Buồn. Trong khói này, yên đi lên liền, pisa lên liền. Chết rồi, em mắc qua này. Một cống, một cống. E ra, đéo phải tâm trí. Cholo phê khỏi. Ui. Nghỉ Pucha là. Hãy đổi được Pucha tao. Hãy đổi thì con mẹ gãy rồi. Mất hết. Thì ngay vào điểm. Sợ một thằng nó đi vào từ lâu rồi ấy. Đấy. Thôi. Dạ, chả, anh không xem nữa. Ơ, nó chạy em biết kìa. Thảo sinh vi, thằng này là thằng loại giết anh ở mid. Đây đặt bom. Chắc B thôi. Ơ. Ngon, hàng về. Binh. Binh chi linh. Chạy lên lầu nữa là đẹp. Thằng kia nó còn trách chán rồi. Bắt tiếp rồi. Nói ship ạ, đéo biết nó đi đâu cơ. Vào cửa chợ ấy. Trách ô tô không có đấy. Ôi, mẹ ông đứng góc phát. Bình, bình. Thành nhân đã kẻ khủ khờ vậy luôn. Từ giờ năm e rồi, anh chịu, anh không biết làm tích nào. Ai bảo, Thế xe. Thằng kia chắc đéo hiểu sao này, trên lâu bê, đi lại. Đoán thế luôn được rồi. Mà thấy đoán được. Đi ngu luôn mà, thì phải tiên nó lại nghe lời mình. Đi đại. Không ăn. Bia lầu đi cơ. Bia lầu đi cơ. Đi. Cho thay cơ. Pi cung là tái. Mẹ nó chạy về rồi à? Đúng rồi. Em đi theo lưng khẩu luôn đi. Ê. Trông lui cả, phê khẩu đi cơ. Phê khẩu. Ê, Chung lô công. Bắt bom chết à? Như gần em một chứ. Một gần em này. Chết.
Có thằng ngắm hay nào? Gần em cuối, gần em cuối. Bom rơi tầng 3 nhá. Anh bỏ anh về jungle nhá. Ê, ê, nó đoạn jungle, con nick ấy nhá ấy. Anh ơi, nó vừa tạo thứ gần em nhá. Ờ, anh bỏ CT rồi, anh về lỗ rồi. Em về, em về. Bom rơi tầng 3 đẹp. Bom rơi tầng 3 đẹp, mày đi ram lên mày thấy. Anh ở núi rồi. Mang lên thấy bom không? Đấy. Không thấy bom à? Ừ. Kê kê sau đi. Rồi, kê về chợ à. Có CT CT anh ơi. Bom rồi, bom rồi. Bom gì? Từ từ, nó không biết đâu mẹ. Rồi, sao? Trời ơi. 16, 14. Như chết gông luôn mà. Căng thẳng chưa? Đi mẹ, con chó cái bắn ngu vãi luôn. Alo, hai chết. Đấy. Anh nghỉ nhá, anh nghỉ, anh đi ăn cơm đây. Ờ, chơi đi. À? Ờ. Thì đâm bồi nhá. Mở đốt, mở đốt cái lì xì. Phan game nữa đi, vì có 5:30. Không, gọi lọi rồi, hôm nay là anh ăn sớm. À, ok, ok. Chịu quá, bắn mấy này cay vãi luôn, bực mình vãi luôn. Địt mẹ mày, cấp chó 2008 mày ngu như con chó, cứ địt mẹ xin xin mình để làm bố nó mà, cay thật địt mẹ. Ai luôn. À. Thôi hai anh em chơi nhá. Ok anh ơi. Ok ok. Không, anh không xem thải này, anh ăn với gia đình. Chúc em tối xem thải vui vẻ nhá, hẹn anh em buổi live tiếp theo nhá. Thank you cả nhà, hôm nay không xem thải đâu. Bye bye nhá. Thank you mọi người, hôm nay anh đi ăn với cả gia đình. Bye nhá.